Phẩm mười lực. Mười lực. Trú ở Xá Vệ. Này các tỷ kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí ngưu dương, rống tiếng rống con sư tử giữa hội chúng, chuyển pháp luân và nói rằng: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt, đây là các hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Nghĩa là, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Mười lực. Trú tại Xá Vệ. Này các tỷ kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy, tự nhận vị trí ngưu dương, rống tiếng rống con sư tử giữa hội chúng, chuyển pháp luân và nói rằng: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt, đây là các hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Nghĩa là, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn. Như vậy, này các tỷ kheo, giới pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, thật là đủ cho thiện nam tử, do lòng tin xuất gia, có thể bắt đầu tinh tấn, hành trì và nguyện. Như vậy, này các tỷ kheo, giới pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, chắc chắn, dầu chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực sẽ được kiên trì, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Khổ thay, này các tỷ kheo, là người sống biến nhát, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm. An lạc thay, này các tỷ kheo, là người sống tinh cần, tinh tấn, diễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn. Này các tỷ kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các tỷ kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng, đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, là phạm hạnh này với sự có mặt của bậc đạo sư. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tinh tấn lên, để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trống không, có kết quả, có thành tích, và những vật dụng chúng ta thọ dụng, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn,
đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập, này các tỷ kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật, hay này các tỷ kheo, khi thấy lợi tha là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật, hay này các tỷ kheo, thấy lợi cả hai là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật. Duyên trú ở xá vệ, này các tỷ kheo, đối với người biết, này các tỷ kheo, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt, không phải đối với người không biết, không phải đối với người không thấy, và này các tỷ kheo, như thế nào đối với người biết, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với người biết, như vậy đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn diệt, ta nói rằng trí ấy có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì? Giải thoát là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng giải thoát có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của giải thoát là gì? Ly tham là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng ly tham có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của ly tham là gì? Yếm ly là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng yếm ly có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của yếm ly là gì? Tri kiến như chân là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng tri kiến như chân có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của tri kiến như chân là gì? Định là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng định có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của định là gì? Lạc là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng lạc có duyên, không phải không có duyên. Này các tỷ kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng khinh an có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của khinh an là gì? Hỷ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hỷ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hỷ là gì? Hân hoan là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hân hoan có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hân hoan là gì? Lòng tin là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng lòng tin có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng khổ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng sanh có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hữu có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng thủ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng ái có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của ái là gì? Thọ là câu trả lời. Túc là câu trả lời. Sáu xứ là câu trả lời. Danh sắc là câu trả lời. Thức là câu trả lời.
Hành là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hành có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân quan duyên hỷ, hỷ duyên kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân duyên yếm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi trời mưa nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng, thì các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy, ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy, ao lớn tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy, sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy, sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn, đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân quan duyên hỷ, hỷ duyên kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân duyên yếm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ngoại đạo sư, trú ở Dương Xá, Trúc Lâm, tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Dương Xá để khất thực. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ, thật là quá sớm để vào Dương Xá khất thực, ta hãy đi đến giường của các du sĩ ngoại đạo. Rồi tôn giả Sariputta đi đến giường của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, tôn giả liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Sariputta, đang ngồi xuống một bên. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Này hiền giả Sariputta, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, này hiền giả Sariputta, sa môn Gotama thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời sa môn Gotama tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc sa môn Gotama không đúng sự thực. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Chư hiền giả, Thế Tôn đã nói khổ do duyên mà sanh, do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố. Không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này chư hiền, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh,
Khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này chư hiền, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, hoặc chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, và do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa tôn giả Sariputta với các du sĩ ngoại đạo ấy, rồi tôn giả Ananda đi khất thực ở Dương Xá xong. Sau buổi trưa, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra giữa tôn giả Sariputta và các du sĩ ngoại đạo trình bày lên Thế Tôn. Lành thay, này Ananda, Sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh. Này Ananda, ta nói rằng khổ do duyên mà sanh, do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc ta không đúng sự thật, và không một vị đồng pháp nào có muốn cợt nạn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ananda, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này Ananda, những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, và do người khác làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Này Ananda, một thời ta trú ở Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi này Ananda, vào buổi sáng ta đắp y, cầm y bát đi vào Dương Xá để khất thực. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau, thật là quá sớm đi vào Dương Xá để khất thực, vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi này Ananda, ta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, ta nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ta ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với ta đang ngồi một bên, này hiền giả Gotama, có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. Này hiền giả Gotama, lại có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này hiền giả Gotama, lại có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Này hiền giả Gotama, lại có một số sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây,
Tôn giả Gotama thuyết như thế nào? Chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời tôn giả Gotama tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc tôn giả Gotama không đúng sự thực. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào muốn cực vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Khi được nói vậy, này Ananda, ta nói với các du sĩ ngoại đạo ấy, này chư hiền, ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc ta không đúng sự thực. Pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, chư hiền giả, có những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Có những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, chư hiền giả, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Làm sao tất cả nghĩa được nói chỉ trong một câu? Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này được nói rộng ra, nghĩa này sẽ sâu thẳm và có vẻ được xem là sâu thẳm. Vậy này Ananda, ông hãy trình bày nghĩa ấy ở đây. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, già chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Già chết, thưa các tôn giả, lấy sanh làm nhân, lấy sanh tập khởi, lấy sanh tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiện giả Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời, sanh, thưa các tôn giả, lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Hữu, thưa các tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, thủ lấy gì làm nhân, ái lấy gì làm nhân, thọ lấy gì làm nhân? Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con, này hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Xúc, thưa các hiền giả, lấy sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các hiền giả, do sự ly tham đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ. Xúc được đoạn diệt do xúc diệt, thọ diệt do thọ diệt, ái diệt do ái diệt, thủ diệt do thủ diệt, hữu diệt do hữu diệt, sanh diệt do sanh diệt, già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
trú ở Xá Vệ, rồi tôn giả Humiza vào buổi chiều, từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Humiza thưa tôn giả Sariputta, hiền giả Sariputta, có những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm, hiền giả Sariputta, lại có những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm, hiền giả Sariputta, lại có những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm và do người khác làm, hiền giả Sariputta, lại có những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh. Ở đây, này hiền giả Sariputta, Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn, không tìm được lý do để chỉ trích. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói là khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này hiền giả, các vị sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm, là khổ ấy chính do duyên xúc. Các sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, là khổ do tự nhiên sanh, là khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này hiền giả, các sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Các sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, là khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Humiza. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda đem tất cả câu chuyện xảy ra như thế nào giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Humiza, bạch lên Thế Tôn. Lành thay, này Ananda. Sariputta trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh. Này Ananda, ta nói rằng khổ là do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố. Không xuyên tà ta, không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào cật vấn ta, có thể tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ananda, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm, là khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh, khổ lạc ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này Ananda, những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện ấy không xảy ra. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, là khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện ấy không xảy ra. Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân thân tư niệm, thời nội thân khởi lên là khổ, chỗ nào có lời nói. Này Ananda, do nhân khẩu tư niệm,
thời nội thân khởi lên là khổ. Chỗ nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên là khổ. Do duyên vô minh, hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, này Ananda, trong sáu pháp này, đều bị vô minh chi phối, này Ananda, giới ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, khẩu ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, ý ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, chúng không phải là đồng ruộng, chúng không phải là căn cứ, chúng không phải là xứ, chúng không phải là luận sự, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ. Ubhavana, trú ở xá vệ. Rồi tôn giả Ubhavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ubhavana bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng con trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố. Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thực. Pháp chúng con trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Này Ubhavana, ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xuất. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc ta không đúng sự thực. Pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ubhavana, những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm ra, khổ ấy chính do duyên xuất. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xuất. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xuất. Những sa môn bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xuất. Ở đây, này Ubhavana,
Những sa môn, bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm. Khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc. Sự kiện như vậy không xảy ra. Duyên, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, dù mình duyên hành, hành duyên thức, như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, khổ bại, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín mùi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt, dứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh khởi, già chết khởi, do sanh diệt, già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh khởi, hành khởi; do vô minh diệt, hành diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến sự đoạn diệt các hành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, do vị thánh đệ tử biết duyên như vậy, duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt như vậy. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, và bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Vị tỷ kheo, trú ở xá vệ. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo hiểu rõ già chết, hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, hiểu rõ sanh, hiểu rõ hữu, hiểu rõ thủ, hiểu rõ ái, hiểu rõ thọ, hiểu rõ xúc, hiểu rõ sáu xứ, hiểu rõ danh sắc, hiểu rõ thức, hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín mùi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt,
dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết, do sanh khởi, già chết khởi, do sanh diệt, già chết diệt. Đây là tánh đạo tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Này các tỷ kheo, thế nào là ái, là thọ, là xúc, là sáu xứ, là danh sắc, là thức? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có ba hành này. Này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba hành này. Này các tỷ kheo, được gọi là hành, do vô minh khởi nên hành khởi, do vô minh diệt nên hành diệt. Đây chính là tánh đạo tám ngành đưa đến hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo biết rõ già chết như vậy, biết rõ già chết tập khởi như vậy, biết rõ già chết đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt như vậy, do biết rõ sanh như vậy, hữu, thủ, ái, thọ, túc, sáu xứ, danh sắc, thức, do biết rõ hành như vậy, biết rõ hành tập khởi như vậy, biết rõ hành đoạn diệt như vậy, do biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy. Này các tỷ kheo như vậy, được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, và bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng rõ vào cửa bất tử. Sa môn, Bà La Môn, trú ở Xá Vệ. Ở đây, này các tỷ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào không hiểu rõ già chết, không hiểu rõ già chết tập khởi, không hiểu rõ già chết đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, không hiểu rõ sanh, hữu, thủ, ái, thọ, túc, sáu xứ, danh sắc, thức, không hiểu rõ hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu rõ hành đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt, những sa môn hay Bà La Môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay Bà La Môn giữa các hàng Bà La Môn, và những tôn giả ấy cũng không có thể ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích Bà La Môn hạnh. Và này các tỳ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào hiểu rõ già chết, hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, hiểu rõ sanh, hữu, thủ, ái, thọ, túc, sáu xứ, danh sắc, thức, hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt, những sa môn hay Bà La Môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay Bà La Môn giữa các hàng Bà La Môn, và những tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích Bà La Môn hạnh. Sa môn, Bà La Môn như trên, trú ở Xá Vệ. Này các tỷ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú, sự kiện như vậy không xảy ra. Không biết sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức. Không biết hành, không biết hành tập khởi, không biết hành đoạn diệt, không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú, sự kiện như vậy không xảy ra.
Và này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt, biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú. Sự kiện như vậy có xảy ra. Biết sanh, hữu, thủ, ái, thọ, túc, sáu xứ, danh sắc, thức. Biết hành tập khởi, biết hành đoạn diệt. Họ chắc chắn vượt qua các thành và an trú. Sự kiện như vậy có xảy ra.